Ta-da! SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá những chuyện của cuối cùng của tháng năm. Chúng ta sẽ có những gì nha các bạn? Trên màn hình của bạn chúng ta sẽ có là bạch TikTok đỏ tập 3, nhiệm vụ tối thượng nhà Rorakura và cái box set số phận của vị hung hê nha các bạn. Và đặc biệt là khi các bạn mua nhà sách kim đồng ấy, nếu các bạn mua mà hình như đạt bao nhiêu á thì được tặng một số quà như là cái bút nè. Ủa phải bút mà là cái notebook các bạn, cái quyển sổ nè, rồi có cái giỏ sách này kia đó các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hit phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt được 1000 view, mình sẽ dành tặng cho 5 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình, các bạn được quyền tự chọn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về từng quyển truyện nha các bạn. Chúng ta cùng khám phá tập 2 của nhiệm vụ tối thượng nhà Rorakura nha các bạn. Đây, tập này đã không có quà, nhưng mà chúng ta sẽ có một lịch phát hành nha các bạn. Trong đây sẽ có một số bộ truyện mới nha các bạn, đó gồm có Solo Leveling nè, rồi Aira bằng bên đến khoảng chung gọi đứng nghe, rồi dấu ấn Roto, nhiều thứ lắm các bạn. Rồi ta đến cái nhân vật chính chúng ta nha. Nhiệm vụ tối thượng nhà Rorakura được một cái bi rơi được cán bóng nha các bạn, xịn sò luôn, giá khoảng 30.000. Nhưng các bạn mua ở trên cái trang web điện tử của kim đồng hoặc một số đại lý sẽ được chiết khấu 10% hoặc 15% tùy ha các bạn. Đây là bị keo bên trong, bị keo màu nha. Nội dung bên trong thì in trên giấy shop bình thường và không có trang màu nào hết. Nội dung của tập 2 kể về chủ đề buổi hẹn hò. Mitsumi đã rơi vào tay công ty vận chuyển Lobin, buộc cả nhà gia đình Rorakura cùng đi giới cứu. Trận đấu giữa Taiyo và giám đốc Robin Hanawa sẽ đi đến đâu? Sau đó Taiyo bị một thanh tra bắt đi, dùng mọi cách để moi thông tin từ cậu, lý do đẩy Taiyo vào hoàn cảnh đó là gì? Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một số hết video nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.